ơi. Rồi, bên em xin kính chào tất cả quý khách hàng ạ. Chào mừng quý khách hàng đã đến với kênh bán hàng của bên em. Thì bên em vừa mới thực hiện cái video test tải cái chiếc máy phát điện Honda Elecmax SH11000. Công suất max của nó là 9.5 kVA. Thì vừa rồi em cũng kẹp tải muối. Đây, tải nước với muối. Thì em cũng kẹp đồng hồ giờ đo dòng cũng như là đo volt. Đấy. À, em có thực hiện hàn test. Thì ở đây thì nhà em chỉ có que 3 ly 2 thôi. Như quý khách hàng đã thấy đấy, thì em quay em test cái que hàn 3 ly 2. Thì em kẹp cái đồng hồ dòng và đồng hồ vôn. Đây đồng hồ này vôn này, còn đồng hồ này đồng hồ dòng. Thì lúc tải nặng nhất thì nó nhảy lên khoảng 21A nha quý khách hàng. Que 3 ly 2, máy hàn điện tử. Đấy, hàn que 32 cực kỳ ok luôn nhá. Đấy, dòng nó lên khoảng 20-21A. Đây, que hàn nhà em đây, em chỉ có 3 ly 2 thôi. Đây là em test 3 ly 2. Đấy, dòng này 3 ly 2 4 ly thoải mái luôn. Đấy. Này thì test theo mọi yêu cầu của một anh khách công trình nhá. Đấy, thì em có thực hiện video test tải. Cái này tải muối thì em đã tải rồi. Đấy, lên khoảng 40 mấy A. 42A, 42, 43A luôn. Đấy, Elecmax SH11000. Thì chiếc này em đã có clip lên giới thiệu rất là chi tiết khi máy về rồi. Chiếc này thì nhập khẩu nguyên chiếc nha quý khách hàng. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật luôn. Đấy, cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy, động cơ 620, 20 ngựa. Củ phát thì củ phát Sawa. Củ phát tròn, rất là to. Đấy, động cơ 620. Rất đẹp luôn. Đấy, thì quý khách hàng đang quan tâm đến những dòng máy phát điện mà dòng Elecmax 11000 mà công suất tầm 9.5 kVA này, liên hệ em theo số hotline 0966421739, Zalo bên em. Đây là video test cái chiếc máy phát điện Elecmax 11000. Thì em có tải muối và cũng như là thử hàn kẹp đồng hồ dòng, đồng hồ báo vôn nha. Đấy, que 3 ly 2. Tất cả các sản phẩm bên em trước khi mà bàn giao cho quý khách hàng thì bên em đều có video test cũng như là có hình ảnh chi tiết gửi đến tất cả quý khách hàng nhá. Đấy, đây em mở hết cả lọc gió này ra để em kiểm tra, em chỉnh cân chỉnh lại gió một lần nữa. Đấy. Rồi, em xin tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng trong những video tiếp theo của bên em ạ. Quý khách hàng đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của bên em, like, chia sẻ, ủng hộ bên em nhá. Chiếc Elecmax SH11000. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng trong những video tiếp theo của bên em ạ.